ở bên hè nhà mình có cái cây này, không biết cái cây này tên gì, nhưng mà nó có mấy cái này nhìn thấy đẹp quá. Mấy năm trước thì mình không có thấy mấy cái này, mà năm nay thì thấy. Bây giờ mấy mẹ con đi vòng vòng khu nhà tập thể dục. Hôm rồi không đi làm ở nhà, không có làm gì hết, ăn ngủ ăn ngủ, mập như heo luôn. Đang ngủ mấy đứa con chiều chiều đi vòng vòng khu nhà mình. Không biết chừng nào có lệnh đi làm lại, mà cũng hơi sợ quá. Cái dịch này cũng ghê. Làm nghề neo cũng rất là nguy hiểm. Ở nhà cũng gần 2 tháng rồi. Nhưng mà không sao, tại vì ở nhà mình ai cũng được mạnh khỏe hết rồi, mình vui rồi. Mấy cái cây nhỏ nhỏ này là ở trước cửa nhà mình, mấy cái bông, mấy này là anh xã trồng hết, mình không có trồng. Mình kỵ phấn bông cho nên mình ít ra ngoài lắm. Mùa này là phấn bông rất là nhiều, bị dị ứng mũi. Mình đi ra ngoài là mình lúc nào cũng mang mặt nạ hết. Mấy bụi bông này nè,